Xin kính chào tất cả anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Hoàng Long. Nếu mà gia đình anh chị đang có một cái nhà, một cái căn phòng mà chúng ta muốn sử dụng đèn năng lượng mặt trời trong nhà, anh chị chưa biết sử dụng mẫu nào thì hôm nay em sẽ chia sẻ và giới thiệu cho anh một mẫu đèn chuyên sử dụng trong nhà. Cái mẫu này thì nó cũng khá là đẹp luôn anh chị ạ. Tuy nhiên thì em thấy là nhiều người chưa biết đến nó, và cái hiệu quả sáng của nó thì cực kỳ tốt. Khi mà anh chị sử dụng đèn năng lượng mặt trời dòng pha chẳng hạn thì anh chị hay sợ là nó chói mắt. Đấy, nhưng mà khi anh chị sử dụng những cái mẫu này thì tuyệt đối là nó không bao giờ chói mắt, và độ sáng thì nó phủ đều khắp một căn phòng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem mẫu đèn này nó như thế nào. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu về tổng quan xem cái chiếc đèn này là chiếc đèn gì. Thì xin giới thiệu với tất cả mọi người, đây là mẫu đèn ốp trần 300W của công ty Hoàng Long. Về cấu tạo chung thì nó sẽ gồm có một phần thân đèn và một phần tấm pin đi kèm theo. Đấy, thì em sẽ phân tích từng cái phần một và cái những cái yếu tố quan trọng, những cái điểm mạnh của cái mẫu đèn này, để khi mà anh chị mua về thì anh chị có thể tham khảo xem nó có phù hợp với lại gia đình nhà mình không. Thì đối với một cái đèn ốp trần nói riêng và tất cả các đèn nói chung, thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải xem về cái hệ thống chip LED và hệ thống pin là hai cái điều quan trọng nhất. Thì cái chiếc đèn này là chiếc đèn ốp trần nên nó sẽ được cấu tạo là hệ thống chip LED là dạng là hình tròn anh chị ạ, và sẽ tỏa xung quanh đấy, chứ nó không giống như cái đèn pha là khi mà anh chị lắp thì nó sẽ tập trung chiếu về một hướng, nhưng cái này thì không, cái này nó sẽ tỏa xung quanh. Và cái chip LED được sử dụng cho mẫu đèn này là chip LED 5730, là một dòng LED to và nó có độ ổn định rất là cao anh chị ạ. Số lượng chip LED của cái mẫu này là 238 chip LED. Số lượng tuy là không nhiều nhưng mà hiệu quả sáng thì nó lại quan trọng, nó phụ thuộc vào chất lượng của chip LED anh chị ạ. Chứ đôi khi nếu số lượng LED nhiều nhưng nó lại là LED nhỏ chẳng hạn thì là cái độ sáng nó sẽ không tốt bằng những cái mẫu như này. Và đi kèm với nó sẽ là một hệ thống pin, pin lưu trữ. Thì cái mẫu này nó được sử dụng trang bị là 5 viên pin 32650. Đấy, thì mỗi viên là 6000 thì 5 viên là 30000 mAh. Về cấu tạo chất liệu thì cái này nó được cấu tạo bằng nhựa ABS anh chị ạ. Cũng có một số anh chị hỏi em là tại sao lại làm bằng nhựa mà lại không làm bằng nhôm. Bởi vì cũng đơn giản thôi. Khi mà chúng ta sử dụng chiếc đèn này treo lên trên trần, đấy, thì nếu mà chúng ta bằng làm bằng chất liệu nó nặng quá thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái độ mà ổn định sau này. Khi mà chúng ta treo lên lâu ngày sợ nó sẽ bị võng hoặc là bị rơi xuống, thì khi người ta làm bằng nhựa thì nó sẽ giảm cái trọng lượng hơn thì nó sẽ đảm bảo an toàn hơn. Và cái thứ hai nữa là khi mà để trong nhà thì chúng ta cũng không sợ bị mưa nắng. Do vậy là làm cái chất liệu bằng nhựa cũng rất là bền và rất là đẹp anh chị ạ. Đi kèm với một chiếc đèn ốp trần 300W thì nó sẽ được trang bị một tấm pin như thế này anh chị ạ. Thì đây là một tấm pin poly với kích thước chiều ngang này là 35cm và chiều dài này là 60cm. Đằng sau tấm pin thì sẽ có một cái dây nối dài 5m. Cái dây này thì sẽ giúp cho anh chị là khi mà chúng ta kết nối, khi mà để tấm pin ở trên mái và chúng ta dẫn điện vào trong nhà, vì thông thường là cái đèn này bao giờ thì tấm pin cũng phải để chỗ có nắng anh chị ạ, thì nó sẽ cách xa cái chỗ mà chúng ta treo đèn, thì treo là treo ở trong nhà mà, thì cần một sợi dây nối dài như thế này để nó có thể giúp sạc điện được cho đèn bình thường. Khi mà chúng ta nói đến cái tấm pin ấy thì trên thị trường hiện nay là có hai cái loại chính, một là cái loại tấm pin mono, hai là cái tấm pin poly. Và cái tấm pin mono thì nó cũng rất ít được sử dụng cho đèn năng lượng bởi vì chi phí gia thành nó rất là cao. Hơn nữa là về cái độ mà hiệu quả sạc thì nó cũng sẽ không hơn mấy cái mẫu poly này. Thì với cái mẫu là tấm pin poly thì em cũng đã chia sẻ rất nhiều rồi. Cái kinh nghiệm để chúng ta có thể chọn được cái tấm pin tốt thì thứ nhất là về kích thước, anh chị có thể quan sát kích thước thường nó sẽ phù hợp với cái hệ thống pin này. Đấy, và ví dụ như cái kích thước là 5 viên pin đấy thì nó phải trang bị một cái tấm 35x60 này thì mới đổ sạc chẳng hạn. Đấy, hoặc là tối thiểu là một tấm pin 35x53, chứ không thể nào mà chúng ta sử dụng một cái tấm pin nhỏ bằng một nửa như thế này thì nó sẽ không thể đủ sạc được và dẫn đến là cái đèn nó không thể sáng được hết một đêm. Đấy. Và cái thứ hai là khi mà anh chị chọn tấm pin thì chúng ta cố gắng là chọn cái khoảng tấm pin ấy nó có cái phần đen này nó khít, nó đầy hết một cái mặt phẳng này. Đấy, vì em cũng biết là rất nhiều đơn vị họ làm tấm pin kích thước ok là 35x60, nhưng mà khi anh chị mua về thì cái khoảng trắng nó rất là nhiều, do vậy là cái tấm pin thì nó không đủ công suất để nó sạc cho chiếc đèn. Đấy, thì đây là cái điều lưu ý giúp anh chị khi mà anh chị có thể lựa chọn cái tấm pin làm sao cho nó đúng. Đấy, và bây giờ thì em sẽ
tháo cái chiếc đèn này qua để cho anh chị xem bên trong cấu tạo của nó như thế nào. Bởi vì là thực ra thì khi mà bán hàng ở trên mạng này đấy thì anh chị không được sờ trực tiếp, mà anh chị có thể chỉ có thể xem qua video hoặc hình ảnh hoặc là qua lời nói của em. Thì em cũng muốn là làm sao truyền tải được đến cái chi tiết và chân thực nhất về cái sản phẩm để cho anh chị có thể yên tâm khi mà chúng ta đặt hàng. Để tháo được cái đèn ốp trần này thì nó cũng rất là đơn giản thôi anh chị. Trên này nó có một cái nắp mặt đèn thì chúng ta chỉ việc xoay cái này đấy, chúng ta nhấc cái mặt này ra. Thì anh chị có thể quan sát đây là cái hệ thống chip LED của nó. Đấy, thì là sử dụng LED 5730. Anh chị có thể quan sát gần một chút thì LED của nó rất là to luôn. Đấy. Và nó được tỏa xếp kín luôn ở xung quanh cái mặt tròn này. Tổng số lượng là 238 chip LED. Cái việc bố trí LED như này thì em cũng đã giải thích rồi, nó sẽ giúp tỏa đều ánh sáng hơn. Và quan trọng hơn là bên dưới này nó sẽ có một cái hệ thống pin. Thì tiện đây em cũng sẽ tháo luôn để cho anh chị xem hệ thống pin. Bởi vì khi chúng ta mua đây thì cái pin nữa là rất là quan trọng anh chị ạ. Nó sẽ giúp là quyết định xem là đèn có sáng lâu hay không. Đấy, tuổi thọ của đèn có tốt hay không. Thì nó hệ thống pin này, pin nó sẽ giúp là tích điện và phát sáng được cho đèn. Thì chúng ta có thể kiểm tra luôn trực tiếp, em sẽ mở ra luôn cho mọi người xem nhé. Trong cái này nó sẽ là hệ thống là 5 viên pin. Đấy. Và pin là pin 32650 là pin tròn anh chị ạ. Cái loại pin này thì nếu anh chị đã từng xem kênh của em hoặc là tham khảo trên mạng thì biết rồi. Đấy. Quan trọng nhất là cái hệ thống pin này. Đây em có thể cho anh chị xem luôn. Đấy. Đây là pin 32650 nhá. 1 2 3 4 5. Đấy. Và pin này nó được sản xuất rất là mới luôn, từ tháng 6 năm 2023 này. Đấy, loại pin là 32650. 1 2 3 4 5 thì có 5 viên pin. Đấy. Thì với cái dung lượng là 5 viên pin này thì nó sẽ là 30.000 mAh, thì anh chị cứ yên tâm là sẽ sử dụng được tối thiểu là 12 tiếng. Đấy, hoặc là chúng ta có thể nếu mà ngày nào nó nắng to đầy pin thì nó có thể được 14 hơn 16 tiếng là chuyện bình thường anh chị ạ. Đấy. Còn cũng có rất nhiều đơn vị người ta làm như thế này nhưng bên trong người ta chỉ làm 3 quả pin thôi chẳng hạn. Đấy, thì nó sẽ không thể đảm bảo được. Đấy, thì nó sẽ là giúp cho bị làm trên chiếc đèn nó sáng yếu hơn rất là nhiều. Và giới thiệu thì anh chị cũng đã biết nắm qua về thông số rồi, nhưng mà cái điều mà anh chị mong muốn em nghĩ chắc đó là ánh sáng thực tế của chiếc đèn này khi mà chúng ta lắp vào trên phòng thì nó sẽ như thế nào. Thì em sẽ nói qua một chút thì chiếc đèn này nó sẽ lắp phù hợp cho những cái căn phòng nào chiều cao khoảng từ 3,5 m đổ về khoảng đến 4 m là cùng. Đấy, và cái diện tích phủ sáng khoảng từ 70 m² thì chúng ta sẽ lắp cái mẫu đèn này. Đấy, còn ví dụ anh chị mà có cái khoảng diện tích phòng nó lớn hơn chẳng hạn thì anh chị có thể chọn cái mẫu 400 W, hoặc là nếu mà diện tích phòng nhỏ hơn thì anh chị có thể chọn cái mẫu là 200 W, thì bên công ty em đều có. Thế và bây giờ em sẽ quay ánh sáng thực tế cho anh chị xem nhé. Thì trên đây em cũng đã chia sẻ khá là chi tiết cho anh chị về cái mẫu đèn ốp trần 300W này, từ thông số kỹ thuật đến ánh sáng thực tế. Thì rất là hy vọng những cái nội dung chia sẻ của em sẽ giúp ích được cho anh chị trong quá trình mà chúng ta lựa chọn. Thì em bây giờ sẽ điểm qua một chút về cái tính năng của cái mẫu đèn này. Thì đã nói là đèn ốp trần thì nó sẽ chuyên lắp ở trong nhà hoặc là ở dưới cái mái hiên và có vị trí cái trần để chúng ta có thể bắt ốc hoặc là treo được. Và khi mà chúng ta lắp cái mẫu này thì nó sẽ có ưu điểm, đó chính là nó sẽ tỏa sáng rất là rộng và nó sẽ không bị chói mắt anh chị ạ. Đấy là cái ưu điểm lớn nhất của nó. Và cái diện tích mà phủ sáng tối ưu của cái mẫu này thì nó có khoảng được từ 70-80 m² ở diện tích trong phòng hoặc là ngoài mái hiên. Cái thời gian chiếu sáng khoảng từ 12-14 tiếng. Đấy, và cái chiều cao lắp đặt tối ưu thì khoảng tầm 3,5-4 m là chúng ta có thể lắp cái mẫu này rất là vô tư. Và nếu anh chị có bất kỳ cái câu hỏi nào muốn bên công ty Hoàng Long tư vấn hỗ trợ thêm thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với lại bên công ty em theo số điện thoại là 0865 999 515, hoặc là chúng ta có thể truy cập trực tiếp vào website hoanglongsolar.com, thì trên đó có các thông số chi tiết cũng như là giá bán tham khảo. Và hiện tại thời điểm này thì giá của chiếc đèn này là 1.050.000. Đấy, thì đã bao gồm phí vận chuyển toàn quốc. Thì tùy từng thời điểm anh chị có thể là điện thoại lại để bên em có thể hỗ trợ anh chị giá chi tiết hơn. Đấy, và cảm ơn tất cả anh chị đã theo dõi video. Hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo.